Thank you.
ta cũng sẽ sẵn sàng bước tới cái đẹp để chúng ta thụ hưởng cái hạnh phúc mà chúng ta đã làm con người trong cái trái đất này. Nhưng có một điều mà người ta rất bất lực và không làm gì được, tức là người ta không nắm kéo cái kim đồng hồ được. Và thời gian cũng trôi đi. Với cả khi các em ra trường 15 năm thấy mới lắm, nhưng mà tay bế tay bồn không chuyển dừng lại khô 15 năm. Rồi nhìn soi lại cái gương mình thì mình thấy mình sai và bắt đầu nó hơi có lão hóa. Và khi con người nhìn lại như vậy buồn nhưng mà vui là khi chúng ta đã có một sự nghiệp, chúng ta đã có sự thành danh trong các người này, không phải là một cái người coi như vô nghiệp hay là khổ. Tức là chúng ta có một cái sức sống mà tương đối trung bình cho nên cao. Riêng về thầy thì thầy thấy như thế này, tất cả khi chúng ta gặp lại nhau dù thời gian ngắn hay dài, nếu nhìn thấy nhau còn mạnh khỏe vui vẻ là một điều đáng mừng. Vì sự vật là vô thường, có thể đó thấy đó mất đó, có thể đây đó mà không còn nữa. Nhưng mà khi chúng ta còn gặp lại đầy đủ và tất cả trên khuôn mặt đều hân hoan thì đó là một điều diễn phúc vui vẻ. Và hôm nay thì đến đây khi nhìn các em vui vẻ bình thường, mặc dù nó không đầy đủ, năm nay thì thầy cũng có khóc được 80 tuần, không còn gì nữa. Thì cái tuổi mà đó thì phải lao tư lên là thấy tiếng nó không có như xưa. Thì ngày xưa thì hay như dẫn mấy em đi lên Rạng Giang hay là đi đầu đi được. Chứ giờ thì cũng hợp, cũng hợp. Thì nghĩ đó là quy luật tự nhiên. Mà cái khó của trái đất này là con người ta không thể kéo dài tuổi thọ thêm được bao nhiêu nữa. Có cải thiện bằng y tế, có cải thiện bằng mọi thứ về ăn cái uống hay tất cả mọi thứ, nhưng mà người ta cũng không thể nào níu kéo cái cuộc sống kéo dài thêm tương đối mà người ta cũng muốn. Mà thấy ngày xưa nói 100 tuổi thì cũng níu ở đây 200, mà từ từ 80 ngoài thì ra được. Thì để nhìn thấy theo đạo Phật thì đến riêng thầy đến đây năm 1947 thì ở nước Thái Lan này học được bao nhiêu năm rồi sẽ đi về một cái cõi nào đó mà chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau. Thì hôm nay thầy gặp được các em và thầy rất vui. Có thể nói rằng trong đời ít có cái việc mà chúng ta thể có gặp nhau vui vẻ như thế này. Sau 15 năm rồi thì thấy các em cũng lớn khôn và tương đối có sự nghiệp vững vàng và tươi đẹp, đầy mừng và kính chúc sức khỏe các em và chúc các em luôn luôn hạnh phúc. Thầy có nhiều lời. Cùng chung tay xây đắp ước mơ xa, vì ngày mai trên khắp quê hương ta cất tiếng hát bay cao cùng đất nước, gieo trong em lương tâm và trách nhiệm, vì mai sau đất nước đẹp tươi, vì đàn em ươm mầm tương lai. Ngày mai nơi đây giáo án trên tay, góp bàn tay nâng cao tầm trí thức, cùng nhau chung tay xây đắp tương lai thế hệ trẻ vững bền. Để
niềm tin thầy cô cho ước mơ. Một tương lai xa, năm châu sánh vai, sông giàn danh non sông luôn người sang. Bừng lên trong tim, ánh mắt yêu thương với bao người ghi lòng. Hạt giống thầy gieo luôn xanh tươi. Chung tay xây đắp ước mơ xa, vì ngày mai trên khắp quê hương ta cất tiếng hát bay cao cùng đất nước, gieo trong em lương tâm và trách nhiệm, vì mai sau đất nước đẹp tươi, vì đàn em ươm mầm tương lai. Ngày mai nơi đây giáo án trên tay, góp bàn tay nâng cao tầm tri thức, cùng nhau chung tay xây đắp tương lai thế hệ trẻ vững bền, niềm tin thầy cô cho ước mơ. Một tương lai xa, năm châu sánh vai, sông giàn danh non sông luôn người xa. Bừng lên trong tim, ánh mắt yêu thương với bao người ghi lòng. Hạt giống thầy gieo luôn xanh tươi. Khoa sư phạm, Đại học Cần Thơ. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.